Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Sau nhiều ngày điều trần của luật sư Mike Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Trump, trong một thập niên qua, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ mở cuộc điều tra Tổng thống về ba việc. Thứ nhất, cản trở tư pháp. Thứ nhì, tham nhũng. Và thứ ba, lạm quyền. Các nhà lập pháp yêu cầu 81 người và cơ quan thân cận với Tổng thống cung cấp tài liệu có liên quan về các sự kiện kể trên cho đến ngày 18 tháng 3 là hết hạn. Ông Jerry Nadler, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, tuyên bố là nước Mỹ đang bước vào một thời điểm quan trọng, vừa điều tra Tổng thống và vừa tổ chức các buổi điều trần công khai để thông tin tất cả sự việc cho dân chúng Mỹ được am tường. Dân biểu Nadler tiếp tục nói là Tổng thống Trump xen vào công việc ngành tư pháp và tìm cách cản trở cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller, mà Tổng thống cho đó là một cuộc săn lùng phù thủy, trong khi Tổng thống cố bảo vệ tướng Flynn khỏi bị FBI điều tra. Ngoài ra, Tổng thống cũng bị nghi ngờ là phá hủy các hồ sơ lưu trữ trong cuộc đàm phán riêng với Tổng thống Putin. Tệ hơn nữa, ông Nadler nói là Tổng thống hù dọa các nhân chứng. Để trả đũa, Tổng thống tố lại việc điều tra kể trên là một trò lừa bịp do đảng Dân Chủ dựng lên. Rồi Tổng thống tự biện hộ là ông không có thông đồng với Nga bao giờ vì không ai chứng ra được bằng chứng gì cả. Trong lúc đó thì Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo đa số đảng Cộng hòa trên Thượng viện, thừa nhận là nếu tình trạng khẩn trương quốc gia dọc biên giới Mỹ và Mễ của Tổng thống đưa ra mà không được thông qua với đa số tại Thượng viện, thì Tổng thống sẽ phủ quyết veto. Sau đó, cả Thượng viện và Hạ viện phải có được 2/3 số phiếu mới được thông qua dự luật khẩn trương biên giới đó. Đảng Cộng hòa đang nắm phần đa số tại Thượng viện, thì cử tri thấy dự luật này sẽ khó có thể được thông qua trong bối cảnh hiện nay hay không. Trên phương diện ngoại vụ, Tổng thống dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, giống như việc ông đã bỏ ra về với Bắc Hàn, nếu Trung Quốc không nghiêm túc thực hiện các cam kết về thuế vụ và quyền sở hữu trí tuệ của họ với Hoa Kỳ. Nếu thỏa thuận hai bên đạt được trên những cơ sở kể trên trong vòng đàm phán lần thứ tư này, thì Tổng thống sẽ hoãn việc tăng thuế trị giá 200 tỷ Mỹ Kim trên các hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu vào Hoa Kỳ, và Tổng thống sẽ lên kế hoạch thực hiện một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới để ký kết thỏa thuận tại Florida. Nếu thành công, thì đây là một điểm son gạt gỡ lại những phiền phức Tổng thống Trump đang gặp phải trong thời gian mà bị luật sư Mike Cohen, một người Tổng thống đã tinh cẩn trong một thập niên qua, đang tố cáo và phản lại ông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Cuối cùng trong bản tin Hoa Thịnh Đốn, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do SPTN Tampa, Florida thực hiện. Thưa quý vị, xin kính chào quý khán giả. Hôm nay 12 tháng 2 năm 2019, nhóm chúng tôi hiện có mặt tại Epiphany Catholic Church. Chúng vui cùng giáo dân đang cùng xuống đường thống nhất do giáo đoàn Thánh Giuse tổ chức, bắt đầu lúc 4:30 tới 11:00 tối. Với bầu không khí nhộn nhịp, rộn ràng, tưng bừng của ngày Tết, người người đông vui trong niềm hân hoan chào đón xuân Kỷ Hợi. Giáo đoàn Thánh Giuse đã tổ chức một chương trình Tết quê hương nhằm chia sẻ niềm vui xuân của cộng đoàn đến cùng đồng hương người Việt quốc gia trong vùng. Trước hết tôi kính chào chị Thùy cũng như các thính giả của đài SPTN. Rất là say và cái sự vất vả của họ rất nhiệt thành, và tôi hy vọng là cái sự mệt mỏi
mình nhắn một cái sms là tôi nhắn chúng tôi tiếp hết là chúng tôi ở trên đó mới cần gì quan trọng nữa mình lo nhé. Người dân tộc Việt Nam của chúng ta cầu xin Chúa ban mọi ơn lành cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và tất cả mọi dân. Rồi anh keyboard thì nào ready mình sao check luôn nha. Nhà được chúc năm hoàn thành lo chút điện. Cảm ơn đài STVN đã đến đây để có một chương trình xuân của các con tôi và có một vài hình ảnh để cho khán giả biết được hàng năm con tôi đã sẽ tổ chức Tết cho cộng đoàn cũng như là cho đồng hương xung quanh vùng tập mấy này và cũng là cơ hội để mà mình giữ lại một truyền thống cho những con em sau này để từ đó còn biết được cái Tết Việt Nam. Chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều với những nghi thức cổ truyền chào cờ, hát quốc ca, dâng hương, rồi đến lời chúc Tết cũng như tuyên bố khai mạc của cha Chiến. Cũng mọi người trong gia quyến được tràn đầy ơn trên, nhất là được bình an phần hồn và phần xác. Thêm sôi động là phần trình diễn của các em thiếu nhi thánh thể và các ca sĩ góp mặt tham dự trong chương trình. Sân khấu lung linh hơn với những tà áo dài thức tha duyên dáng của những thiếu nữ, đầm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Chúc mừng năm mới! Happy New Year! Xin chào, tôi là đại quý Tháp Phong James, Vinh Lúc, Hoa Kỳ, Hồ Bình, Mẹ Hú. Hôm nay là tôi muốn nói là các anh chị em trong năm mới ban vị thức chào cờ xin tiền phải là trong môi trường để chúng ta chuẩn bị chương trình khai mạc nữa kêu gọi các anh chị em trong ban vị thức lễ tiến vào môi trường cũng như xin mời tất cả quý ông bà để chuẩn bị chúc mừng năm mới. Xin chúc SBTN và tất cả các nhân viên SBTN quan cảnh gia đình bên nhau, bạn bè xóm tụ, thân hữu gần xa nói cười cười, đem đến cho chúng ta cái cảm giác xuân vui tươi, ấm cúng của thổ nào trên xứ sở quê cha. Chợt nhớ về đất mẹ thân yêu, nguyện cầu ơn trên mang bình an, sớm đến với toàn thể con dân Việt. Cầu chúc nhà nhà an vui nhiều sức khỏe và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Thu thủy tường trình từ Tampa, Florida. Thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thông báo, kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai trùng. Giấy tờ tùy thân có hình, thẻ an sinh xã hội hoặc số ITIN, tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập, tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng. Mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai có chi phí cho các người phụ thuộc, tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt.
Fairfax Skill Short Center, Annadale, 7611 Little River Turnpike, phòng 330, Annadale, Virginia, 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra còn có trung tâm khác trong vùng Kingtown Library, South County Center Alexandria, Enterprise Development Group Arlington, Chantilly Library, Homestretch, Thomas Library for Church, Neighborhood Resource Center Herndon, Lorton Community Action Center, Fairfax Skill Sword Center Reston, Richard Byrd Library Springfield, Prince William Palazzo Office and Skill Sword Center Woodbridge. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703-533-5471.